Nước mắt hận thù. Tác giả Trang Biên Bì. Tập 8. Trong giấc mơ, cô thấy mình được nằm trong vòng tay của anh. Trong giấc mơ, nụ cười của anh đẹp lắm. Cũng trong giấc mơ, hai người còn có với nhau một bé gái xinh xắn. Nhưng rồi có một người đã bắt con cô đi mất. Ác mộng ùa về, tất cả hạnh phúc hồi nãy biến thành màn sương mờ mịt. Tiểu An giật mình mở mắt. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bề đều là màu trắng cùng mùi sát trùng xộc thẳng vào hai hốc mũi. Nơi này không phải là nhà, cũng không phải khách sạn. Cho tới khi cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy bóng dáng hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau ở đằng xa. Một người là Vũ Đình Phong, mặc bộ vest màu đen, một người là bác sĩ mặc áo blues trắng, thì cô mới ý thức được mình đang ở bệnh viện. Vũ Đình Phong lo lắng hỏi bác sĩ. Cô ấy bao giờ thì tỉnh lại? Anh đừng có lo, cơ thể có nhiều vết thương, nhưng đều là ngoài da. Mặt hơi sưng là do tác động lực hơi nhiều. Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần là sẽ ổn. Nhưng nếu... Nói đến đây, bác sĩ thở dài, ánh mắt có chút đau lòng. Vũ Đình Phong thoáng chút, hai mắt cũng đỏ ửng. Hạ giọng nói, ý của cậu là nếu cô ấy biết đứa bé đã không còn thì sẽ rất sốc. Đúng vậy, quan trọng là cô ấy có biết mình đã mang thai được 5 tuần chưa? Vũ Đình Phong trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Hình như là cô ấy không biết. Vậy anh định thế nào? Tôi muốn cậu giấu cái việc này cho tôi. Quan trọng là cô sớm khỏe lại. Còn việc đứa bé... Tôi mong con sẽ đủ duyên quay lại làm con của chúng tôi một lần nữa. Bác sĩ gật đầu. Tôi biết rồi. Nói xong, bác sĩ bước đi thẳng. Còn Vũ Đình Phong xoay người lại nhìn. Thì thấy Tiểu An đã tỉnh dậy. Ánh mắt anh lóe lên niềm vui mừng. An, em tỉnh rồi. Em cảm thấy trong người như thế nào? Còn đau không? Tiểu An ngước mắt nhìn anh ngạc nhiên. Phong, là anh thật sao? Em không có mơ chứ? Vũ Đình Phong mỉm cười, liền ngồi xuống bên cô đưa tay kéo ôm chặt vào lòng mình. Ngốc à, tất nhiên là em không có mơ rồi, là anh đây nè. Em cứ tưởng mình sẽ không có được gặp anh nữa. Ngốc, không có cho phép em nghĩ như vậy đâu. Rồi Vũ Đình Phong giói tay lấy cái hộp cháo thịt băm đã chuẩn bị sẵn để trên bàn, nhẹ nhàng xúc từng muỗng đút vào miệng cho cô. Cháo anh nấu đó, ngon không? Dạ ngon, nhưng miệng em hơi đắng, không có muốn ăn. Em phải cố gắng, không ăn thì làm sao mà khỏe lại được. Dưới sự thúc ép của anh, cô bắt buộc phải ngoan ngoãn nghe lời. Và rồi cô bắt đầu kể cho anh nghe giấc mơ trước khi mình tỉnh lại. Vũ Đình Phong nghe cô nói đến đứa bé, trong lòng đau như bị dao cứa. Đứa con của hai người vẫn chưa kịp chào đời mà đã bỏ hai người mà đi. Nghĩ tới đó, anh cảm thấy khó thở, liếc mắt nhìn đi chỗ khác để bình ổn lại tâm trạng. Cũng để Tiểu An không phát hiện ra bất thường của mình. Ánh mắt Tiểu An có chút nghi hoặc nhìn anh. Anh sao vậy? Anh cũng đang tưởng tượng giấc mơ ba người chúng ta mà em nói chắc đẹp với hạnh phúc lắm. Lúc đó thật lòng em nguyện đắm chìm trong giấc mơ mãi không có muốn dậy luôn đó. Vũ Đình Phong mỉm cười đưa tay xoa đầu cô. Rồi cô lại hỏi, sao anh biết em ở chỗ đó? Anh đã cho người giả làm thợ điện, nhưng lúc Hoàng Chương và Ngọc Trúc không có nhà, người đó giả chờ đến kiểm tra định kỳ rồi lắp máy nghe lén ở phòng ngủ hai người.
Thông qua cuộc nói chuyện lúc gần sáng thì anh mới biết chỗ của em ở. Em có biết anh lúc đó anh sợ thế nào không? Vậy Ngọc Trúc và người kia anh xử lý sao? Bọn khốn kia anh đã cho một trận ra bã rồi, giao lại cho công an. Còn Ngọc Trúc, cô ta cũng đang nằm bệnh viện. Đợi sau khi cô ta xuất viện, cô ta sẽ phải trả giá. Hoàng Chương thì cũng sớm thôi. Những kẻ đã gây ra khổ đau cho em, chúng sắp tàn đời rồi. Tiểu An sững sờ nhìn Vũ Đình Phong. Không phải là cô lo cho Ngọc Trúc, mà cô sợ anh làm gì cô ta sẽ liên quan đến pháp luật. Không phải anh đã làm gì cô ta đó chứ? Lúc anh tới thì cô ta đã bỏ trốn. Trên đường người của anh đuổi theo thì cô ta đã gặp tai nạn đâm thẳng vào gốc cây. Anh nghe bác sĩ nói cô ta đã mang thai được 2 tháng và đứa bé cũng đã mất. Tiểu An nghe vậy trong lòng chợt nhói lên. Thật lòng cô cũng không có muốn Diệp Ngọc Trúc mất đứa trẻ, mặc dù cô ta rất đáng hận. Chiều hôm nay Tiểu An muốn ra ngoài ngồi cho mát. Trong lúc hai người vừa bước qua dãy hành lang thì vô tình dừng chân lại trước cửa phòng. Cô thấy Võ Hoàng Chương mặt hầm hầm sát khí chỉ trích Ngọc Trúc đang nằm trên giường. Bác sĩ nói thành tử cung của cô mỏng là do nhiều lần phá thai, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ngọc Trúc lắp bắp nhìn Hoàng Chương, khóe môi bắt đầu giật giật vì run sợ. Chương, nghe em nói cái đã. Nghe cô nói, cô còn muốn nói cái gì nữa? Nói xong thì bàn tay Võ Hoàng Chương siết chặt, không quá khó để nhận ra anh ta đang cố gắng kiềm nén cỡ nào. Rồi anh ta nghiến răng nói tiếp. Cô khôn hồn thì nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cô đã phá thai bao nhiêu lần? Em không có. Nói. Bốn lần. Cái gì? Bốn lần? Vậy là tôi bị cấm sừng sao? Không. Trong thời gian ở bên anh, em không có quen ai cả. Mọi thứ là quá khứ rồi. Không đúng. Lúc tôi và cô quan hệ lần đầu, rõ ràng tôi thấy cô vẫn còn trinh. Cô đừng có nói với tôi đó là giả. Ngọc Trúc thấy vậy, liền ôm lấy cánh tay Hoàng Chương. Xin anh đừng có giận em. Em đúng là có vá trinh, nhưng em làm vậy gì, em yêu anh mà thôi. Võ Hoàng Chương nhìn Ngọc Trúc bật cười thành tiếng. Đúng là một nỗi nhục cuộc đời mà. Cô có biết bác sĩ hồi nãy còn trách tôi là cái thằng đàn ông tồi mới để cô nạo phá nhiều lần như vậy không? Ngọc Trúc, tôi nói cho cô biết, từ hôm nay trở đi, tôi và con tiện nhân như cô sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Võ Hoàng Chương lạnh lùng buông một câu, rồi định quay người bước đi. Ngọc Trúc thấy vậy vội vàng lao xuống giường ôm anh ta từ phía sau. Không, anh không có được đi. Anh cũng biết tôi yêu anh, hy sinh cho anh thế nào mà sao anh lại dám bỏ tôi? Tôi nói cho anh biết, anh không có được bỏ tôi đâu. Anh quên rằng chúng ta ngồi cùng hội, cùng thuyền mà. Buông tôi ra. Tôi không buông. Anh mà đi tôi sẽ cho cả thế giới này biết được những việc xấu xa mà anh làm. Cô uy hiếp tôi? Cô nghĩ tôi sợ cô hả? Buông ra. Võ Hoàng Chương và Ngọc Trúc giằng nhau trong phòng bệnh viện. Tiểu An đứng bên ngoài, không thể tin nổi những gì mình đang nhìn thấy. Võ Hoàng Chương đã trở mặt với Ngọc Trúc. Không khó để nhận ra vị trí của Ngọc Trúc trong lòng Hoàng Chương không là cái thá gì. Tiểu An, là cô sao? Thanh âm bất ngờ vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng trước mắt. Hai vợ chồng cùng đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Lại thấy ba mẹ của Võ Hoàng Chương xuất hiện, khiến cô có chút ngỡ ngàng. Mà mẹ Hoàng Chương giờ phút này cũng hoang mang, mặc dù đã nghe con trai mình kể qua, nhưng không ngờ vì trả thù mà Tiểu An lại thay đổi cả gương mặt mình. Còn ba của Võ Hoàng Chương, ông không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, thở dài cúi đầu bước đi trước. Tiểu An vừa định mở miệng muốn nói cái gì đó, thì Hoàng Chương bước tới cửa. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu An và Vũ Đình Phong. Theo phép lịch sự, anh ta chào. Giám đốc Phong, anh cũng ở đây à? Ừ. Mẹ Võ Hoàng Chương tiến lên hỏi con trai mình. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy con? Con Trúc nó thực sự mang thai hả? Võ Hoàng Chương vì tức giận quá nên không có dè chừng sự có mặt của Vũ Đình Phong và Tiểu An ở đây. Anh ta nói thẳng.
Dạ, cô ta mang thai, nhưng đứa bé không còn nữa. Và từ bây giờ trở đi cô ta chắc không có cơ hội mang thai nữa đâu mẹ. Vậy là sao? Cô ta đã từng 4 lần phá thai, thành tử cung mộng lắm rồi. Mẹ Võ Hoàng Chương nghe vậy, sắc mặt chuyển tái xanh như lá chuối, liên tục đấm vào ngực mình rồi gào lên. Trời ơi, không trách sao, mãi mà không có chữa. Rốt cuộc nhà tôi đã gây ra cái tội nghiệp gì mà có cô con dâu như vậy? Ba Hoàng Chương liền đáp. Được rồi, đừng có nói nữa. Có Tiểu An ở đây, bà nói vậy không thấy xấu hổ à? Tiểu An đứng chăm chú nhìn cả nhà Hoàng Chương, nghĩ đến những uất hận mà cô đã phải chịu. Dù cảnh tượng trước mắt chưa là cái thá gì, nhưng ít nhiều đã bù đắp tổn thương trong cô. Rồi tương lai, sẽ sớm thôi, cô tin nhất định bọn họ sẽ phải trả những cái giá đắt về tội lỗi của mình. Luật nhân quả mà, đâu có chừa một ai. Vũ Đình Phong đứng bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy eo, vỗ nhẹ bờ vai nhỏ nhắn như kiểu an ủi cô. Sau đó, Võ Hoàng Chương bước đi trước. Mẹ anh ta đứng lại một lúc, nhìn vào cửa phòng nói. Đúng là cái thứ không có tốt đẹp gì cả. Bây giờ thành ra như vậy thì tự làm tự chịu đi, tôi không có quan tâm. Nói xong, bà lập tức bỏ đi, ông cũng nặng nề theo sau. Tiểu An nhìn vào căn phòng, nhìn cái bộ dạng thảm hại của Ngọc Trúc. Lẽ ra cô phải vui mới đúng, nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ đã mất của cô ta lại khiến cho Tiểu An có chút nhói lòng. Hai người vừa định bước đi thì bác sĩ đi tới. Người nhà của Ngọc Trúc đâu rồi? Tới nộp tiền viện phí đi, sao để thúc giục nhiều quá vậy? Ngọc Trúc vẫn ngồi im bất động dưới nền đất lạnh lẽo, miệng cười khành khạch như một kẻ bị tâm thần. Bác sĩ thấy vậy liền hỏi. Chuyện này là sao? Hai người có phải là người nhà của bệnh nhân không? Không phải. Vũ Đình Phong trả lời dứt khoát, sau đó kéo bàn tay nhỏ bé của Tiểu An nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi thôi. Dạ. Tối nay, Tiểu An vừa chuẩn bị đi ngủ, thì bên phòng lại vang lên tiếng hét đầy cuồng loạn cùng với tiếng đồ rơi bể lãng xảng. Tiểu An liếc mắt nhìn Vũ Đình Phong. Giọng có Ngọc Trúc phải không anh? Hình như là vậy đó. Tiểu An suy nghĩ một hồi thì bước chân xuống giường, không tự chủ được đi ra xem tình hình. Lúc này cô thấy Ngọc Trúc đầu tóc rũ rượi kêu gào, hai cô y tá giữ chặt. Nè, cô bình tĩnh lại đi. Cô y tá nhìn Ngọc Trúc dứt khoát ra lệnh. Ánh mắt Ngọc Trúc thẫn thờ nhìn cô y tá, vừa khóc vừa lắc đầu. Nói cho tôi biết, con tôi vẫn còn đúng không? Chồng tôi là Hoàng Chương, là giám đốc công ty Đại Phát. Anh ấy vừa mới thăm tôi, đúng không? Cô tỉnh táo lại đi. Đứa bé mất rồi, chồng cô cũng không hề tới. Mấy người lừa tôi. Ngọc Trúc vừa hét vừa gầm rú, tựa như tiếng hét có quỷ dữ giữa đêm khuya. Hai cô y tá nhìn nhau rồi quyết định chích cho cô liều an thần. Sau khi chích an thần xong, ánh mắt cô ta trở nên vô thần, từ từ thiếp vào giấc ngủ. Mấy cô y tá lúc này mới thở phào để thu dọn đồ đạc trong phòng. Một cô nói, đúng là khổ mà. Không biết có tiền đóng viện phí chưa mà còn phá hoại nữa. Thôi kệ cô ta đi. Mất con rồi khó có khả năng làm mẹ. Rồi lại còn bị chồng bỏ nữa. Đã kích lớn như vậy không chịu nổi cũng đúng. Tiểu An lúc này cũng không ở lại lâu nữa, thở dài quay trở về phòng mình. Vũ Đình Phong nhìn cô một hồi nhẹ giọng. Anh biết em đang nghĩ cái gì mà. Hả? Em cũng muốn đóng viện phí cho cô ta đúng không? Ai nói với anh vậy chứ? Ánh mắt của em. Mặc dù em hận cô ta, nhưng mà với tính cách của em vẫn muốn cô ta khỏe mạnh để đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Tiểu An nghe thấy đây, liền mỉm cười dựa đầu vào ngực anh. Đúng là không có gì qua nổi được mắt anh. Không phải, mà là vì anh yêu em, nên mới hiểu em mà thôi. Tiểu An nghe xong, trái tim cơ hồ tan chảy. Cô hạnh phúc nằm vùi đầu trong vòng ngực của anh. Vậy là đêm nay, cô đã có một giấc ngủ ngon rồi.
và là từ nay trở đi bầu trời sẽ quang đãng hơn rồi. Tiểu An nằm nghĩ mãi, lòng lâng lâng vì mối thù sắp được rửa sạch. Hai con người mà cô hận đang dần phải trả giá. Ngọc Trúc và Hoàng Chương phản bội cô, vốn cứ tưởng hai con người đó sẽ có một kết thúc rất đẹp. Không ngờ lại là một bầu trời giả dối. Suy cho cùng, Võ Hoàng Chương cũng chưa từng yêu ai thật lòng. Năm đó chẳng qua là vì lợi dụng Ngọc Trúc, cộng thêm cô ta giải quyết nhu cầu giúp cho Hoàng Chương, nên hai người đó mới hạnh phúc vậy thôi. Khi Ngọc Trúc đã không còn giá trị lợi dụng, thì lập tức anh ta cũng đá bay cô ta như đá Tiểu An năm đó. Tiểu An nằm nghỉ ngơi một lúc, rồi sau đó cũng ngủ luôn. Cô nằm bệnh viện tới ngày thứ năm thì được xuất viện. Ngọc Trúc cũng xuất viện cùng ngày với cô. Hôm nay nhìn tâm trạng Ngọc Trúc đã bình tĩnh hơn. Từ sáng sớm, mẹ của cô ta đã đến đưa cô ta trở về. Vừa nhìn thấy con gái, bà đã lao vào khóc rối rít. Con tôi sao lại ra nông nỗi này? Sao bây giờ mới liên lạc cho mẹ? Có biết mấy ngày qua mẹ tìm con khổ sở cỡ nào không? Con có sao đâu, chưa chết được đâu. Mà sao nhìn mẹ hôm nay lại kỳ vậy? Mẹ con nhà tên khốn Hoàng Chương đuổi mẹ đi, ném hết đồ đạc của mẹ và con ra ngoài. Bà mẹ nó nói cấm mẹ con mình đặt chân tới cửa nhà nửa bước. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngọc Trúc nghe tới đây, trong ánh mắt thoáng hiện lên vài tia uất hận. Từng mạch máu đang chảy trong người như dở dụng muốn phun trào. Cô đã hy sinh cho anh ta, thậm chí làm bao nhiêu chuyện xấu xa vì anh ta. Vậy mà cái kết quả không có gì để mà cay đắng hơn. Mấy ngày qua, cô ta cũng đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng cũng từng hy vọng Hoàng Chương sẽ còn tình cảm với mình. Nhưng bây giờ thì cô ta cũng thật sự hiểu, và thậm chí cô ta đã liên tưởng tới gương mặt đau khổ của Tiểu An năm đó. Ngọc Trúc, sao vậy con? Tiếng mẹ của cô ta vang lên như thức tỉnh, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngọc Trúc nở nụ cười. Không có gì đâu mẹ. Nhưng mà rốt cuộc con và Hoàng Chương đã xảy ra chuyện gì mà hắn đột nhiên thay đổi như vậy? Mẹ đừng có nhắc tới anh ta nữa. Con gái của mẹ bây giờ khổ sở ra làm sao thì anh ta cũng sớm khổ sở như vậy thôi. Ngọc Trúc vừa dứt lời thì cảnh sát đi tới. Chúng tôi là cảnh sát thực trực thuộc thành phố. Chúng tôi được lệnh bắt giữ cô vì tội bắt cóc và làm ô nhục Trần Tiểu An. Mẹ của Ngọc Trúc nghe tới đây liền sửng sốt, tròn xe mắt run run. Không, mấy anh có lầm lẫn cái gì không? Đối ngược với thái độ của mẹ cô ta thì Ngọc Trúc lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, cứ như đã dự đoán trước được sự việc. Cô ta nở nụ cười khổ, gật đầu. Được, tôi sẽ đi theo các anh. Nói xong, cô ta quay lại dặn dò mẹ mình vài câu, rồi ngoan ngoãn lên xe cùng anh cảnh sát. Tiểu An lúc đó cũng vừa hay bước tới. Cô nhìn thấy Ngọc Trúc bị áp giải đi, liền quay sang hỏi anh. Là anh báo cảnh sát sao? Đúng, cũng là lúc cô ta phải trả giá rồi. Tiểu An không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài nhìn theo bóng dáng Ngọc Trúc cho đến khi khuất hẳn. Buổi tối hôm nay, Vũ Đình Phong nấu rất nhiều món ngon đặt lên bàn, mà các món đều được trang trí rất đẹp mắt. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi, một người bận rộn như anh, thời gian đâu để mà học nấu ăn ngon như vậy? Tiểu An không kìm được lòng lên tiếng. Em vẫn không có hiểu, một người bận rộn như anh thì có thời gian nào mà học nấu ăn? Thật ra anh biết nấu ăn từ nhỏ rồi. Mặc dù lúc đó có rất nhiều người giúp việc, nhưng mà anh thấy nhàm chán, lại lôi đồ trong tủ ra nấu để giết thời gian. Nấu nhiều tự khắc ngon thôi. Sau này anh dọn ra ngoài ở riêng nên ít thời gian nấu ăn hơn, tay nghề cũng đi xuống. Sau khi gặp em, anh quyết tâm trở lại phải nấu ăn thật ngon để cho em ăn. Vậy ngày trước anh có hay nấu cho chị Nguyệt ăn không? Tiểu An vừa cười vừa hỏi,
chủ yếu muốn chọc đùa anh thôi, chứ không có ý bới móc quá khứ của anh. Thấy anh có chút bối rối, nên cô cũng nhanh chóng giải thích. Em hỏi giỡn thôi, coi như em không có nói gì nghe. Thực ra cũng có một lần. Hả? Một lần hả? Đúng, một lần duy nhất thôi, em đừng có giận nghe. Tiểu An nhìn vẻ mặt anh, mắt cười. Thiệt tình hả? Có gì đâu mà anh sửng sốt vậy. Hai người quen nhau cũng lâu, mà nấu có một lần là hơi bị ít đó. Anh cười, gấp một miếng thịt bỏ vào trong chén của cô. Cảm giác lúc này thật bình yên và hạnh phúc biết bao. Giờ phút này cô không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn toàn tâm toàn ý trân trọng từng giây phút ở bên anh. Rồi tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Vũ Đình Phong nhìn thoáng qua màn hình điện thoại hiện lên số của Phượng. Anh nghe máy. Ừ, tôi đây. Sếp ơi, theo như em biết thì 8 giờ tối thứ bảy Hoàng Chương có một chuyến hàng ở bên thành phố. Cô có chắc chứ? Em chắc. Được rồi, cô cứ theo dõi thêm đi, có gì nhớ báo đó. Dạ, em tắt máy. Vũ Đình Phong suy nghĩ một hồi, Tiểu An thấy vậy mới hỏi. Ai gọi về anh? Là Phượng, cô ấy nói 8 giờ tối thứ bảy, Võ Hoàng Chương có chuyến hàng ở bên thành phố kia đó. Anh đang nghĩ không có biết nên phối hợp cùng với cảnh sát luôn hay không, hay để theo dõi thêm. Thôi em, hãy để từ bây giờ tới lúc đó xem có tin tức gì chắc chắn không đã. Ừ, vậy em ăn đi. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, Vũ Đình Phong vẫn không cho cô đi làm, mà mấy ngày nay cô cảm thấy thật yên bình, không ai tới làm phiền mình. Đặc biệt là mẹ của anh và Tô Anh Nguyệt cũng dường như bốc hơi khỏi thế giới này. Mặc dù đang trải qua những tháng ngày êm đềm, nhưng trong thâm tâm Tiểu An vẫn rất lo sợ. Cô sợ rằng đó là khoảng thời gian yên bình trước bão giông. Cô sợ rằng đã quen với những ngày tháng hạnh phúc, khi đau khổ ập tới khiến mình thích ứng không kịp. Sáng sớm nay, Vũ Đình Phong vừa rời khỏi nhà thì Tiểu An cũng vội vàng đi thay đồ. Mấy ngày suy đi nghĩ lại, cô quyết định sẽ tới phòng giam gặp Ngọc Trúc để nói chuyện một lần. Ngọc Trúc vừa nhìn thấy Tiểu An, vội vàng xoay người không muốn gặp. Tiểu An dõng dạc lên tiếng. Chúng ta nói chuyện được không? Ngọc Trúc khựng người một hồi, rồi sau đó quyết định tiến đến cái ghế ngồi. Gương mặt cô ta lúc này tự nhiên bình tĩnh, khóe môi nở ra nụ cười. Nếu như hôm nay mày tới để cười vào mặt tao, thì mày đã thành công rồi đó. Mày nghĩ tao rảnh đến nỗi tới đây cười vào mặt mày hay sao? Mày sai rồi, mày không có giá trị để tao mất công vậy đâu. Mày đừng có mà tỏ vẻ thanh cao trước mặt tao. Tao cướp người đàn ông của mày, bây giờ anh ta cũng đá tao như một con chó rồi đó. Vừa lòng mày chưa? Đúng là tao bị Hoàng Chương và mày phản bội, tao đã rất đau. Nhưng mà không đáng để tao hận bằng cái việc hai người khiến gia đình tao tan nát. Suy đi nghĩ lại, nếu như không có mày thì căn bản tao không hề biết Hoàng Chương khốn nạn như thế nào. Thật lòng mà nói, bỏ được Hoàng Chương và gặp được người đàn ông hiện tại là may mắn của tao. Nhưng cái chết của cha tao, những gì mày làm với tao hôm đó, có chết tao cũng không có quên đâu, Trúc à. Ngọc Trúc giật mình sững sờ nhìn Tiểu An, lại nhớ đến cái chết của ba cô. Ngọc Trúc dấy lên một cảm giác say sức, cô ta chậm rãi. Thực ra việc của ba mày chết là nằm ngoài suy đoán của tao, tất cả là tại Hoàng Chương. Sau khi cô Sáu liên lạc cho mày không có được nên đã liên lạc với Hoàng Chương. Chính anh ta là người đã vào bệnh viện đêm đó. Lẽ ra ca phẫu thuật đã sớm thành công, nhưng mà sau khi ba mày tỉnh lại đã nói vài câu chọc giận anh ta. Hoàng Chương vì lo cho sự nghiệp của mình nên đã... Tiểu An nghe Ngọc Trúc kể mà trái tim từng hồi quặn thắt, tưởng chừng như không thở nổi. Cô đỏ que mắt hỏi. Rồi sao nữa? Rút bình oxy và nói vài câu khiến cha mày tức chết. Những giọt nước mắt chảy từ hốc mắt của Tiểu An đã rơi xuống chảy dài xuống má. Cô uất ức siết chặt tay. Khốn nạn! Ngọc Trúc im lặng nhìn về phía Tiểu An một lúc lâu, trong đầu như đang suy nghĩ cái điều gì đó.
chần chừ muốn nói ra lại nuốt ngược trở lại. Mấy ngày qua, cô ta ở đây, ngoài mẹ đến thăm thì Tiểu An là người thứ hai. Võ Hoàng Chương sau khi biết chuyện cũng không hề quan tâm. Ngược lại, dù mẹ Ngọc Trúc cầu xin thuê cho cô ta một luật sư, nhưng Hoàng Chương càng tào ráo máng, đến nỗi thẳng thừng từ chối. Đến lúc gần hết giờ, Ngọc Trúc đã chủ động lên tiếng. Việc tao làm, tao biết tao không có xứng đáng xin tha thứ từ mày. Tao sẽ chịu mọi tội lỗi trước pháp luật. Nhưng mà tao nghĩ, nhưng những điều tao sắp nói ra đây có lẽ sẽ giúp ích cho mày. Quyển sổ bí mật mà mày đang điều tra, hiện tại tao đã photo ra 2 bản và nó cất giấu dưới gầm tủ quần áo của tao đó, cũng là phòng mà mày ở ngày trước. Hôm nay là dỗ của ông bà nội Hoàng Chương, chắc mọi người về quê nên không có ai ở nhà đâu. Mật khẩu là 060608. Tới đó mà tìm đi. Nói xong, không để cho Tiểu An trả lời, Ngọc Trúc đứng dậy đi vào bên trong. Tiểu An ngây ngốc nhìn theo. Quyển sổ bí mật mà Ngọc Trúc nói chính là quyển sổ bằng chứng chứa nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm cả việc Hoàng Chương trốn thuế. Nhưng theo như cô biết thì cổ đông Viễn đang là người cầm cái quyển sổ đó, nên mới nắm được thóp của Hoàng Chương. Cô có nên tin lời Ngọc Trúc vừa mới nói hay không? Suy nghĩ ánh mắt và giọng nói của Ngọc Trúc, một hồi Tiểu An quyết định cầm túi sách đứng lên. Bác tài xế hỏi cô muốn đi đâu? Số nhà 34. Chiếc xe chạy bon bon trên đường. Đã lâu rồi, chắc hơn 1 năm, thì cô mới trở lại ngôi nhà đã từng là bao nhiêu kỷ niệm của mình. Toàn bộ ký ức bỗng ùa về, trái tim Tiểu An tưởng chừng như nhảy lên tận cổ. Mọi thứ vẫn vậy, khung cảnh vẫn vậy, chỉ tiếc là những hình ảnh hạnh phúc của cha con cô bây giờ trở thành những mảnh ký ức. Tiểu An bước vào bên trong, đúng là không có ai ở nhà, mật khẩu mở cửa cũng khớp với Ngọc Trúc nói. Cô cố nén lại tâm trạng của mình rồi nhanh chóng đi lên lầu 2. Vừa mới cúi xuống lôi ra được cuốn sổ thì nhìn những dòng chữ trên sắp tài liệu kia mà Tiểu An vui đến nỗi nhịp đập trái tim tăng lên mấy nhịp. Nhưng cùng lúc đó, giọng nói Võ Hoàng Chương vang lên. Mẹ ơi, mẹ chưa đi về quê hả? Tiểu An tròn xe mắt nhìn ra hướng cửa, bước chân Võ Hoàng Chương ngày một tới gần. Nghe những tiếng bước chân ngày một tới gần đó, Tiểu An đẫn đờ mất vài giây rồi nhanh trí ôm cuốn sổ chui xuống gầm giường. Võ Hoàng Chương đẩy cửa bước vào trong. Từng bước chân của anh ta mỗi lúc ngày một tiến gần. Tiểu An run run nằm yên bất động, ngay cả thở mạnh mà cô còn không dám. Cô cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, tay cầm chặt cuốn sổ kia. Nếu không may Võ Hoàng Chương mà phát hiện ra cô, có chết cô cũng phải chiến đấu với hắn để bảo vệ cuốn sổ này. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nhưng cô cũng đang run sợ lắm, cả người bủn rủn mềm nhũn. Giọng của Võ Hoàng Chương vang lên. Quái lạ, không biết đi chưa mà không có khóa cửa nữa. Mẹ ơi! Hoàng Chương nhíu mày nhìn căn phòng một lượt. Vừa bước chân tới cửa thì một tiếng da đụng vang lên khiến cho hắn giật mình. Cái gì vậy? Tiểu An nhăn mặt đưa tay bịt miệng mình lại, vì đầu cô vừa mới đụng vào thành giường. Tiếng bước chân của Hoàng Chương lại bắt đầu vang lên. Trái tim đã nhảy lên đến cổ họng, lập tức rơi thẳng xuống vực sâu. Đúng lúc đó, điện thoại Võ Hoàng Chương reo lên. Anh ta khựng người lại, đưa tay rút điện thoại trong túi quần. Tôi nghe đây, A Tú. Anh nói cái gì? Thay đổi địa điểm nhận hàng ở thành phố hả? Nhận hàng ở đây anh có sợ không? Chứ tôi sợ bọn cướp phát hiện ra lắm. Với lại cái chuyến hàng này lớn, để chúng nó bắt được thì tôi và ông coi như là đi chầu Diêm Vương đó. Được rồi, vậy là vẫn quyết định 12 giờ đêm nay tại khách sạn Mai Phương, đúng không? Ok. Nói xong, Võ Hoàng Chương cũng lập tức xoay người rời đi, dáng vẻ như đang rất vội vàng. Tiểu An nằm đó,
không nghe rõ đầu dây bên kia nói cái gì, nhưng giọng nói của Hoàng Chương cô nghe rõ đến nỗi không sót một chữ. Sau khi thấy cánh cửa phòng đóng lại, đợi một lúc lâu sau cô mới chui từ gầm giường ra ngoài. Ngó xung quanh một lượt thì cô cũng không có dám ở lại thêm nữa, tìm cách rời khỏi căn nhà ngay. Cũng may đây là nhà của mình từng sinh sống nên cô rất am hiểu thiết kế ngôi nhà. Đằng sau có một cửa lách, sau khi đi lối cửa lách là ra thẳng hồ bơi, từ hồ bơi đi thêm mấy bước là ra cổng chính. Nhưng vì Võ Hoàng Chương đã khóa cổng bên ngoài nên Tiểu An bắt buộc phải trèo qua hàng rào sau nhà. Cô vừa đặt chân xuống nền đất thì tiếng của mẹ Hoàng Chương loáng thoáng vọng ra. Lần sau đừng có kêu tôi về quê ông nữa nghe, toàn là những bà nhà quê ngồi còn ngứa miệng nữa. Bà mắc cười thiệt đó, nói vậy mà cũng nói được à? Vậy nhà bà chắc không phải là nhà quê. Nhưng mà ông xem thái độ của chị dâu em dâu ông coi đó, đã đưa tiền cho còn sỉ nữa. Nếu không phải dỗ của ba mẹ, tôi cũng không có thèm nhìn mặt cái lũ chúng nó. Tiểu An nghe vậy cũng không có quan tâm lắm. Việc quan trọng là bây giờ cô đã lấy được cuốn sổ và thành công rời khỏi căn nhà. Trước khi cô bước lên taxi, cô còn ngẩng đầu nhìn căn nhà một lượt rồi tự nhủ. Sẽ không lâu nữa đâu, nhất định con sẽ lấy lại căn nhà của cha con mình. Trên đường về nhà, cô xem xét qua cuốn sổ một lượt. Từng bằng chứng Võ Hoàng Chương trốn thuế, ăn chặn tiền công ty làm của riêng và nhiều tội khác được hiện lên rõ mồn một. Cô nhẹ cười trong lòng, bàn tay siết chặt. Võ Hoàng Chương, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Lại nhớ đến cuộc gọi của Võ Hoàng Chương lúc ở trong phòng, Tiểu An suy nghĩ vài phút rồi nhanh chóng gọi điện cho Vũ Đình Phong kể lại những gì mình vừa mới trải qua. 12 giờ đêm, theo như những gì Tiểu An nói và cảnh sát theo dõi phía bên A Tú và Võ Hoàng Chương đã quyết định mai phục chờ sẵn ở khách sạn Mai Phương. Tiểu An muốn đi theo nhưng Vũ Đình Phong nhất định không cho. Đêm nay cô ngồi ở nhà chờ đợi tới 2 giờ đêm vẫn không thấy hồi âm của anh. Và rồi tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Tiểu An cứ ngỡ là Vũ Đình Phong gọi nên khóe môi đã nở nụ cười. Nhưng nhìn dãy số trên màn hình là một số hoàn toàn xa lạ. Cô nghi hoặc nghe máy. Đầu dây bên kia giọng nói một người đàn ông vang lên. Tôi là trợ lý của sếp Phong, cô tới bệnh viện thành phố luôn nghe. Tới bệnh viện làm cái gì anh? Đã có chuyện gì xảy ra? Bây giờ tôi chưa có thể kể rõ sự tình cho cô nghe được. Tôi đang trên đường đưa sếp Phong đến bệnh viện cấp cứu, cô đến luôn đi. Tim của Tiểu An như bị ai gõ cho một cái đau điếng, chân tay lập tức bủng rủng. Lúc này thật sự do lo quá nên hai mắt cô nhòe đi lúc nào không biết. Tắt điện thoại xong, cô vội vàng cầm đại cái áo dài tay khoác vào rồi chạy xuống hầm để xe, trực tiếp lái xe của anh rời khỏi nhà. Vì cô đi với tốc độ quá nhanh, thậm chí là vượt cả đèn đỏ, nên chưa đầy 20 phút sau đã đến nơi. Lúc cô chạy vào trong tìm anh, thấy chiếc xe cấp cứu dừng ở đó. Mấy người y tá vội vàng bước xuống xe, rồi bắt đầu khiêng cán chạy vào bên trong. Tiểu An liếc mắt nhìn cái cán đã đỏ thẫm, người nằm trên cán là anh, đôi mắt nhắm nghiền, cái áo trắng anh mặc đã chuyển màu đỏ của máu. Tiểu An nhìn anh hoảng loạn, sợ hãi bủa vây khắp người, khiến toàn thân cô như đã không còn sức lực nào nữa. Cả người cô đờ đững, bàng hoàng mất vài giây, rồi như bừng tỉnh lao về phía anh. Người cảnh sát với bác sĩ thấy vậy liền ngăn lại. Tiểu An lạc giọng. Tôi là bạn gái của ảnh. Trợ lý thấy vậy cũng nói. Đúng rồi, đây là bạn gái của sếp tôi. Mấy người kia nghe vậy mới để cho cô tiến lại gần anh. Và rồi cả khu cấp cứu bắt đầu náo loạn cả lên. Anh được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc sau, cô được nghe trợ lý anh kể lại rằng Võ Hoàng Chương và đám người của hắn đã bị tóm gọn. Người bắn súng về phía anh chính là Võ Hoàng Chương. Tiểu An nghe xong hai tay ù đi. Nếu như không gặp cô thì có lẽ anh đã không như thế này. Vì Vũ Đình Phong hay tài trợ cho bệnh viện nên một lúc sau
đích thân giám đốc bệnh viện bước vào phòng phẫu thuật. Tiểu An ngước mắt nhìn phòng cấp cứu sáng đèn một lúc rất lâu mà không thấy người ra. Lòng dạ cô nóng như lửa đốt nên ngồi cũng không yên. Và rồi sau đó, mấy người y tá liên tục chạy ra từ phòng cấp cứu mang theo mấy bịch máu. Một người y tá nhìn Tiểu An rồi nói: "Mời cô ra ghế ngồi chờ đi." Tiểu An như người mất hồn, đứng chết chân nhìn vào phòng cấp cứu. Trợ lý của anh thấy vậy cũng liền lên tiếng: "Cô An, cô ra ghế ngồi đi." "Anh biết tên tôi hả?" "Phải, tại cái hôm trước sếp kêu tôi đi đặt đôi nhẫn cho sếp và bên trong có khắc tên cô và sếp. Buổi tiệc cầu hôn cũng đã lên kế hoạch xong xuôi rồi. Vậy mà..." Người trợ lý thở dài, Tiểu An không kìm lòng nổi mà bật khóc. Cô thẫn thờ tiến từng bước chân về phía ghế ngồi, mắt chăm chú nhìn lên ánh đèn sáng của phòng cấp cứu. Nhưng nước mắt lúc này đã làm nhòe đi ánh sáng trước mắt. Tiểu An ngồi đó, từng giờ từng phút trôi qua với cô thật nặng nề. Mỗi khoảnh khắc tim cô lại càng thấy đau đớn hơn. Và rồi tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vang lên. Tiểu An quay đầu sang nhìn thấy mẹ của Vũ Đình Phong và Tô Anh Nguyệt đang chạy tới. Bà vừa nhìn thấy người trợ lý đã vội hỏi: "Con trai của tôi sao rồi? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?" Người trợ lý thật thà trình bày mọi chuyện. Bà nghe xong liền quay ngoắt sang nhìn Tiểu An, ánh mắt sắc như dao làm: "Lại là cô, tất cả là tại cô. Nếu như cô nghe lời tôi rời xa con trai của tôi thì bây giờ nó đâu có gặp chuyện. Cô đúng là cái ngữ đàn bà xui xẻo mà." Tiểu An bị bà đánh, hai tay bà dùng lực rất mạnh cào cấu vào hai cánh tay cô khiến nó rỉ máu. Nhưng lúc này vết thương đó có là cái thá gì so với nỗi đau trong lòng của cô. Cô ngồi im bất động để bà phát tiết. Con Nguyệt nó đứng đằng sau nhìn cảnh trước mắt liền cười khẩy một cái. Người trợ lý của anh vội vàng gỡ tay bà ra khỏi người Tiểu An, nhẹ giọng nói: "Bà ơi, xin bà hãy bình tĩnh lại. Sếp đang cấp cứu ở trong kia. Nếu người làm loạn như vậy sẽ ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của bác sĩ." Người trợ lý vừa dứt lời thì một giọng nói trầm thấp vang lên: "Cậu ấy nói đúng đó mẹ." Tất cả mọi người xoay người về hướng giọng nói. Trong khoảnh khắc ngắn, cô cứ ngỡ Phong của cô đang đứng trước mặt mình. Nhưng không, đó chỉ là một người có hình dáng tương tự như vậy. Đó là em trai cùng cha khác mẹ của anh là Vũ Quốc Đại. Đại bước đến: "Con nghe ba nói anh gặp tai nạn nên tới xem anh thế nào." "Cảm ơn, nhưng mà con trai của tôi chưa có chết để mà các người đến cười đâu." "Mẹ à, sao mẹ lại nói như vậy được? Con cũng vì lo cho anh thôi mà." "Thế không có phải mẹ cậu, tâm tư cậu tôi còn lạ gì nữa mà phải diễn." Vũ Quốc Đại im lặng không nói gì nữa. Trong ánh mắt hiện lên vài tia không có mấy vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại rất bình tĩnh và thản nhiên. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở, một vị bác sĩ bước ra. Tiểu An vừa định bước tới chỗ của bác sĩ thì bị ghi con Nguyệt nó cố tình huýt mạnh một cái khiến cô lộn trọn té. May lúc đó Vũ Quốc Đại đứng sau đỡ lấy cô. Con Nguyệt nó bước lên cùng bà. Hai người vội vàng hối hả hỏi liên tục: "Bác sĩ, con trai của tôi sao rồi? Bác sĩ ơi, anh ấy sao rồi hả?" Vị bác sĩ nhìn mọi người dõng dạc nói: "Mọi người có thể yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, đạn cũng đã được gấp ra. Cũng may mà có giám đốc bệnh viện trợ giúp nên ca phẫu thuật lại càng thành công hơn. Bây giờ chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh lại thôi." Lúc này Tiểu An mới dám thở phào nhẹ nhõm hơn một chút. Cô ngước mắt nhìn thấy bà cũng đang vừa khóc vừa rối rít cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi khỏi thì con Nguyệt nó mới động viên bà: "Không sao rồi bác, mọi chuyện đã tốt đẹp, bác đừng có khóc, anh ấy sẽ sớm khỏe lại thôi. Cũng may mà đã qua cơn nguy hiểm, nếu nó mà có mệnh hệ gì chắc bác không có sống nổi đâu." Tiểu An nghe bà khóc, nước mắt cũng thi nhau tuôn rơi, thấm đẫm vào miệng tới mặn chát. Người phụ nữ quyền lực đó cuối cùng cũng vì con trai mình
mà khóc trước mặt bao nhiêu người. Phải rồi, mẹ nào mà không thương con? Tiểu An tự hỏi, vậy mẹ cô có thương cô không? Bà như thế nào? Còn sống hay đã chết? Chờ thêm một lúc nữa, thì các y bác sĩ lần lượt đi ra. Mẹ anh nói chuyện với giám đốc bệnh viện vài câu, rồi cũng chạy theo cái giường sắt anh nằm. Cả vai anh quấn đầy băng gạc. Tiểu An loạn choạng chạy tới, nhưng khi đẩy anh vào phòng thì bà là người lần nữa ngăn cô lại. Cô không có được vào đây. Bác à, cháu xin bác cho cháu vào với ảnh đi. Mẹ của anh gằn giọng trợn mắt, giọng kiên quyết. Tôi nói không là không. Cô khôn hồn thì cút khỏi mắt tôi ngay. Bác, cháu sẽ không có đi đâu hết. Cháu muốn ở lại chăm sóc cho anh. Con trai của tôi không cần cái ngữ như cô chăm sóc. Nó đã có vợ tương lai của nó lo. Mà vợ tương lai của nó là con anh Nguyệt, chứ không phải cô. Tiểu An nhìn bà. Lúc này cô bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cô nói rất rõ ràng. Người anh ấy yêu là cháu, người anh thương là cháu, nên cháu nghĩ sau khi anh ấy tỉnh lại, người anh ấy muốn gặp là cháu hơn là gặp Nguyệt. Bác nói bác thương con trai của mình mà không hiểu anh hay sao? Không hiểu anh muốn cái gì hả? Cháu sẽ ở đây chờ anh ấy tỉnh lại, bác có đuổi cháu cũng không có đi. Bà nghe cô nói vậy có lẽ rất tức giận, mắt mũi tái xanh như tàu lá chuối. Con Nguyệt thấy vậy rít giọng. Cô quá đáng lắm rồi đó. Cô dám nói như vậy với bác gái. Xem ra hôm nay tôi phải cho cô một bài học. Con Nguyệt định giơ tay tát vào mặt của Tiểu An thì bất ngờ Vũ Quốc Đại nắm chặt lấy cổ tay của con Nguyệt. Người văn minh không có nên động chân động tay. Con Nguyệt tức giận buông tay xuống. Bà cũng không có đứng đó lâu nữa. Cùng con Nguyệt đi vào phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Tiểu An như người mất hồn ngồi phịch xuống cái ghế trước cửa phòng. Vũ Quốc Đại mở một chai nước đưa cho cô. Cô uống đi, cho nó tỉnh táo. Tiểu An ngước mắt nhìn Vũ Quốc Đại. Người em trai này của anh rốt cuộc là người như thế nào đây? Mặc dù trước nay anh chưa bao giờ kể về cậu ta, nhưng khi nhìn ánh mắt cậu khiến Tiểu An cảm thấy có gì đó rất lạ. Tiểu An nhàn nhạt đáp. Cảm ơn, tôi không có khác. Suốt từ lúc đó, mắt cô chỉ trân trân nhìn vào căn phòng. Cô muốn khóc một trận, nhưng bây giờ làm sao để cô đường đường chính chính bước đến bên cạnh anh? Chuyện này đến quá bất ngờ. Hồi chiều còn vui vẻ nói chuyện với nhau, đến đêm thì đã thành ra như thế này rồi. Tiểu An thật sự cảm thấy rất khó chấp nhận. Thức trắng cả đêm, cô chỉ ước gì hai người đang ở bên nhau, đang trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc kia. Nhớ khi đó anh từng nói, dù bầu trời có sập xuống vẫn còn có anh chống đỡ. Vậy mà bây giờ cô mới nhận ra bầu trời chỉ sập đổ thực sự khi không có được ở bên cạnh anh. Cô đưa mắt nhìn bóng đêm sâu thẳm, mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cho cô lạnh đến buốt xương. Anh à, em chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Ông trời ơi, con chỉ cần ông phù hộ cho anh ấy sớm tỉnh và khỏe lại. Con cầu xin ông đó. Tiểu An còn đang cầu nguyện trong lòng thì Vũ Quốc Đại lên tiếng khiến cô giật mình khỏi dòng suy nghĩ. Trời cũng sắp sáng rồi, tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây có người chăm sóc cho anh ấy rồi. Tiểu An ngước mắt nhìn Vũ Quốc Đại để mặt nước mắt đang chảy nghẹn ngào. Không, tôi phải ở đây chờ anh ấy tỉnh. Anh ấy cũng không có tỉnh lại mau lẹ như vậy đâu. Nhưng rồi sau khi anh ấy tỉnh lại thì cô định làm cái gì? Dưới sự ngăn cản của mẹ anh ấy thì cô nghĩ mình sẽ được vào thăm và chăm sóc cho anh ấy sao? Tôi biết mình sẽ khó được gần ảnh khi có mẹ anh ở đây. Nhưng mà chỉ cần biết anh ấy đã tỉnh là tôi mới yên lòng. Vũ Quốc Đại không trả lời, vẻ mặt suy nghĩ gì đó rồi bước đi. Một lúc sau, anh ta quay lại đưa cho Tiểu An một hộp cơm. Chờ cũng được, nhưng tôi cũng nghĩ cô phải ăn mới có sức chờ. Tiểu An nhìn hộp cơm trên tay của Vũ Quốc Đại, thật sự là cổ họng đắng ngắt không có nuốt nổi đâu. Nhưng anh còn nằm kia,
Cô cứ như vậy thì đúng là không có sức chờ đợi anh tới khi tỉnh dậy. Cô chỉ sợ cần mình thiếp đi một lúc là sẽ không thấy anh nữa, nên đành nói hai từ cảm ơn rồi cố ăn vài miếng. Tiểu An vừa xúc miếng cơm thứ hai bỏ vô miệng thì điện thoại của Vũ Quốc Đại reo lên tin nhắn. Vũ Quốc Đại nhìn màn hình là con Nguyệt gửi tới. Anh cũng ghê thiệt đó, cứ vậy mà phát huy đi. Vũ Đình Phong chưa tỉnh lại, nhưng mẹ của anh sau khi nhận được điện thoại dường như có việc gấp nên giao lại cho con Nguyệt ở lại đó. Còn bà thì vội vàng rời khỏi bệnh viện. Sau khi thấy bà đi khỏi thì Tiểu An mới vội vàng đứng lên đi về phía phòng bệnh, nhưng vừa mới bước đến cửa đã bị con Nguyệt chặn lại. Ai cho cô vào mà vào? Tiểu An ngẩng đầu nhìn con Nguyệt, cố nén cảm xúc tức giận của mình lại, ánh mắt kiên định. Tôi muốn vào gặp bạn trai của mình, cô không có tư cách gì mà ngăn cản. Con Nguyệt hơi nhíu mày, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu rồi nhanh chóng đáp. Tư cách gì sao? Tư cách tôi là vợ sắp cưới của ảnh. Như vậy đã đủ tư cách để đuổi cô ra khỏi đây chưa? Cô nói cô là vợ sắp cưới của anh ấy à? Cô cưới ai? Ai cưới cô? Anh ấy nói sẽ lấy cô à? Hay là do cô một mình ôm ảo tưởng? Con Nguyệt không ngờ nó lại mặt dày như vậy, mê trai chết luôn. Nghe xong nó tức giận nghiến răng rinh rít. Cô đúng là cái loại mặt dày mà. Tôi nói cho cô biết nghe, cả đời này cô đừng có mong bước chân vào nhà họ Vũ làm dâu. Con trai nhà người ta là vàng là ngọc, lại bị một đứa ức ơ như cô dụ dỗ hả? Đồ tào lao, tưởng cô là thánh hay sao? Cô nghĩ người ta sẽ chấp nhận cô à? Lần đầu tiên gặp con Nguyệt, Tiểu An cứ ngỡ cô ta cũng là một con người phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc và làm việc thì bây giờ Tiểu An đã không còn quá bất ngờ với miệng lưỡi của con Nguyệt nữa. Tiểu An vốn định làm lơ vì dù sao đây cũng là bệnh viện, anh thì cũng đang nằm một chỗ ở đó. Nhưng nếu cứ nhịn quá thì Tiểu An không có cơ hội gặp anh. Cô cố tình đẩy con Nguyệt sang một bên rồi bước vào bên trong. Con Nguyệt thấy vậy thì ức đến tận cổ, không nuốt nổi cái cục tức này, định kéo Tiểu An lại thì cô đã xoay người dằn mặt. Đừng có đụng cánh tay bẩn của cô vào người tôi nói cho cô biết, tôi nhịn mẹ anh ấy vì bà là người lớn, là người sinh ra ảnh, còn cô không là cái thá gì đâu. Cô nói cô là vợ sắp cưới của anh ấy à? Giờ đến khi nào cưới thật đi rồi hẳn hay, lúc đó cô mới có quyền đuổi tôi tránh xa khỏi anh ấy. Còn bây giờ cô dựa vào cái gì mà tôi tin cô là vợ sắp cưới của ảnh chứ? Con Nguyệt nghe Tiểu An nói vậy lập tức cứng họng. Tiểu An bình tĩnh đi về phía anh. Anh vẫn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong cong, mới bị mất máu nhiều nên sắc mặt anh vẫn chưa tốt lắm. Nhưng có nhìn cái kiểu gì cũng thấy anh rất đẹp trai. Tiểu An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, mặc kệ tất cả xung quanh, như thể căn phòng này chỉ tồn tại có anh và cô. Anh đã từng hứa với em. Hứa với em những gì anh còn nhớ hay không? Anh hứa đưa em đi lặn ở dưới biển ngắm san hô nè. Hứa đưa em đi ngắm tuyết rơi nè. Hứa nhiều lắm. Sao bây giờ nằm đây? Cô định nuốt lời hứa hả? Bởi vì anh phải mau khỏe lại thì mới thực hiện được lời hứa đó nghe. Tiểu An vừa nắm vừa xoa tay anh, vừa rơi nước mắt. Cô cứ ngồi như vậy thì thầm với anh đủ điều. Con Nguyệt đến lúc không có chịu nổi nữa, nó đứng ở ngoài nó sốt ruột lắm rồi. Cái nết của nó bắt đầu xông lên dữ dội. Cái sân si của nó cũng nổi lên. Nó muốn tới cào cấu cho Tiểu An một trận để đả cái nư của nó. Nó định xông tới kéo Tiểu An ra ngoài. Nhưng cũng đúng lúc đó, Vũ Đình Phong tỉnh lại. Người đầu tiên anh gọi chính là tên cô. Tiểu An! Tiểu An! Tiểu An vội vàng đứng lên, vừa rơi nước mắt vừa cười. Em đây nè. Vũ Đình Phong vừa nhìn thấy đã nở nụ cười. Anh định đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng vừa đưa lên
đã đau quá khiến anh nhấc tay lên không được. Mặt nhăn lại đau đớn, Tiểu An vội nói, anh đừng có cử động, để em đi gọi bác sĩ. Không có sao đâu, mà em lại khóc đó hả? Ngốc cờ, có biết em lo cho anh lắm hay không? Anh còn có nhiệm vụ đặc biệt là chăm sóc cho em nữa, làm sao mà chết dễ vậy được chứ? Tiểu An bật cười xúc động nhìn anh. Con Nguyệt nó đứng gần đó, cơ hồ sắc mặt đã sớm chuyển sang trắng bệch. Một lúc sau, nó chậm rãi lên tiếng. Anh tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao hả, anh Phong? Vũ Đình Phong liếc mắt nhìn con Nguyệt, sắc mặt khó chịu. Cô tới đây làm cái gì? Anh có cần tỏ thái độ đó với em như vậy không? Có biết từ đêm qua tới bây giờ em lo cho anh lắm không hả? Tôi đâu có cần cô lo. Con Nguyệt định lên tiếng, thì mẹ anh từ ngoài bước vào, bốn người tám mắt nhìn nhau. Mẹ anh khi nhìn thấy Tiểu An thì sắc mặt liền trở nên khó coi. Bà nói, ai cho phép cô vào đây? Cổ không có cần ai cho phép, vì không ai cấm được cổ đến bên con cả. Phong à, con... Mẹ, không lẽ con đang bị như thế này, mẹ vẫn không hiểu và muốn cố tình chọc tức con sao? Tất nhiên là không rồi. Vậy thì mẹ đưa con Nguyệt về đi, con chỉ cần Tiểu An ở bên con lúc này thôi. Phong, con có biết mẹ lo cho con thế nào không? Cả đêm qua mẹ chưa có chợp mắt một giây nào chỉ vì con đó. Đổi lại bây giờ thì sao? Con dám nói những lời như sát muối vào tim mẹ hả? Mẹ, bây giờ con kêu mẹ về nghỉ ngơi chứ phải là sát muối vô mẹ đâu. Bây giờ con mệt lắm, mẹ đừng có để con nói nhiều. Bà nghe vậy mặc dù tức lắm nhưng vẫn cố nén nhịn. Được rồi, bây giờ con cảm thấy trong người như thế nào? Con thấy ổn rồi. Mẹ đi gọi bác sĩ tới khám cho con. Nay mẹ có cuộc hẹn quan trọng mà. Mẹ đi đi, không có sao đâu. Sức khỏe của con mới là quan trọng. Nói xong, bà thở dài đi đến gặp khoa trưởng. Sau khi trưởng khoa thăm khám, hỏi anh vài câu, thì ông mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười nói. Vậy là bây giờ không còn gì để lo lắng nhiều nữa rồi. Gia đình có thể yên tâm cho cậu ấy ở lại bệnh viện điều trị tới khi khỏi nghe. Cảm ơn bác sĩ. Trưởng khoa đi được một lúc, Tiểu An cũng muốn hỏi anh rất nhiều điều, nhưng mà có mẹ anh ở đây nên cô không dám hỏi. Và rồi bất ngờ anh nắm lấy tay cô, ánh mắt khẩn khoản thiết tha. Ở lại đây với anh nghe. Giọng anh vẫn còn yếu hơn hằng ngày, nhưng lại đầy kiên định. Bà cúi xuống nhìn tay con trai của mình đang nắm chặt lấy tay cô, rồi quay lại nói với con Nguyệt. Bác cháu mình về đi. Con Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn bà, dáng vẻ ngập ngừng lưỡng lự, vì thực sự cô ta muốn ở đây cùng với anh. Nhưng bà đã nói vậy rồi, anh cũng tỏ thái độ rõ ràng, nên cô ta không còn lựa chọn nào khác đành gật đầu. Dạ, dạ anh Phong nghỉ ngơi đi nghe, em sẽ vào thăm anh sau. Bà cùng với con Nguyệt đi ra ngoài, Tiểu An nhìn anh, rồi kéo cái ghế ngồi xuống, trong lòng vừa hạnh phúc vừa xúc động. Mới trải qua một đêm, không ở cạnh nhau thôi, mà cô cứ ngỡ mình đã trải qua một đời, một kiếp. Anh còn đau nhiều không? Anh không đáp. Khẽ lắc đầu, cô nhìn anh, nhìn vết thương trên người anh đã quấn kín băng gạc, sắc mặt cũng nhợt nhạt nhìn thấy. Vì thương anh quá, nên nước mắt của cô lại tràn ra. Anh thấy cô khóc, khó nhọc đưa mấy ngón tay lên má cô. Anh không có sao mà, đừng có khóc nữa. Phong, em yêu anh lắm. Anh cũng yêu em mà. Cô nhìn anh, cô muốn nói yêu anh mãi, nhưng anh mới tỉnh lại, chắc cũng đói rồi, nên không có làm cái chuyện đó được. Cô đành nhịn xuống, chạy đi lấy cháo cho anh ăn. Sau khi ép ăn hết cái tô cháo thì cô nghiêm túc ra lệnh. Bây giờ anh vẫn còn mệt nên nằm nghỉ đi. Khi nào đau quá nhớ kêu em để gọi bác sĩ nghe. Anh biết rồi. Ngày thứ ba anh nằm bệnh viện. Tiểu An đến giao cho cảnh sát quyển sổ bí mật kia mà cô đã lấy ở nhà Hoàng Chương. Sau khi từ cục cảnh sát về thì cô tới thẳng bệnh viện. Cô kể cho anh nghe tình hình con Võ Hoàng Chương, khả năng sẽ tù chung thân hoặc tử hình.
cái chết của ba cô sẽ được làm sáng tỏ. Ngọc Trúc đã đồng ý làm nhân chứng. Vũ Đình Phong nghe vậy mỉm cười. Chúc mừng em. Vậy bây giờ em có thể chính thức quay trở về lãnh đạo công ty rồi. Mặc dù Võ Hoàng Chương đã bị bắt, nhưng nếu theo số cổ phần thì người tiếp theo lên lãnh đạo công ty sẽ là cổ đông Viễn chứ đâu phải là cô. Tiểu An nghi hoặc nhìn anh. Nhưng mà... Lời của Tiểu An còn chưa nói hết thì anh đã nói tiếp. 57% cổ phần công ty bây giờ đã thuộc về em, nên em có thể đường đường chính chính lên làm lãnh đạo nha, cô gái của anh. Là anh đã đứng ra mua lại hả? Đúng, cổ phần của Võ Hoàng Chương và nửa số cổ phần của cổ đông Viễn anh đã thu mua xong. Ngày mai em hãy đến chủ trì cuộc họp đi. Cô thấy tim của mình như muốn tan chảy, từng dòng nước ấm không ngừng dâng trào. Thực sự cái cảm xúc lúc này nó quá lớn lao, khiến cô không thể diễn tả bằng lời. Từ trong thâm tâm của cô, thật lòng cô rất biết ơn ông trời đã đem anh đến bên cô. Nếu không phải anh, cả đời này cô cũng không thể yêu thêm một người nào khác. Bởi vậy, trong tình yêu, đúng cũng được, sai cũng được, thật là được, sớm cũng được, muộn cũng được, chính xác là được. Chỉ cần yêu nhau thật lòng thì mối tình thứ mấy cũng là tình đầu. Bây giờ Tiểu An đã nắm đến 57% cổ phần công ty, nên theo điều lệ công ty đương nhiên cô được nắm chức vụ tổng giám đốc. Ngày hôm sau là buổi họp cổ đông đầu tiên của cô ở chức vụ mới. Tất nhiên, vì cô còn quá trẻ, lại mới nữa, nên có vài cổ đông bất mãn trong lúc họp. Cô là người đại diện thương hiệu công ty Vũ Gia, bây giờ cô đòi nhảy lên làm tổng giám đốc. Các người tính nhân lúc công ty có biến cố rồi chiếm lấy công ty hay gì? Dạ, chú dù gì cũng là cổ đông của công ty, tại sao chưa nghe cháu giới thiệu đã kêu sồn sồn lên vậy? Giới thiệu với mọi người, cháu là Trần Tiểu An, là con gái duy nhất của ba Trần Quốc Hưng, là người sáng lập cũng là cố chủ tịch của công ty này đó. Cháu có một thời gian làm người đại diện thương hiệu công ty Vũ Gia, nhưng mà bây giờ cháu đã lấy lại được số cổ phần mà vốn dĩ của cháu và ba cháu, nên đương nhiên việc cháu lên làm tổng giám đốc cũng là lẽ thường tình. Nghe Tiểu An giới thiệu xong một tràng dài, tất cả những vị cổ đông ngồi dưới ai cũng tròn xoe mắt. Vài người từng làm việc với ba cô trước đây lên tiếng. Cô đừng có mà nói láo nghe Hùng. Cô không phải là Tiểu An. Tiểu An nhìn khác lắm. Với lại con bé mất rồi mà. Tiểu An cười khổ, kể những ấm ức mình phải chịu và kể sơ qua mọi chuyện cho mọi người hiểu. Nghe cô kể thì đa số đều im lặng. Nhưng có vài cổ đông vẫn chưa tha cho cô ngay, bắt bẻ tiếp. Biết là vậy rồi, nhưng mà cô còn trẻ nên năng lực sẽ có hạn thôi. Chúng tôi cần người có năng lực để điều hành công ty. Làm sao chúng tôi đảm bảo đầu tư vào đây tiếp rồi sẽ có lời chứ? Hơn nữa, công ty đang là trung tâm của cơn bão như thế này. Cháu thấy chú cũng đâu có quan tâm năng lực thật sự của người lãnh đạo như thế nào. Cái chú quan tâm là tiền vào túi chú được bao nhiêu mà thôi. Bằng chứng là Võ Hoàng Chương đã thất bại trong rất nhiều hợp đồng lớn. Nhưng vì anh ta đã lấy tiền bất hợp pháp của mình bù vào số tiền lỗ của các chú, nên chú mới nhắm mắt cho qua mà. Cổ đông kia bị Tiểu An nói thẳng, tức đến tím mặt không nói lại được nữa. Cô liếc mắt nhìn các cổ đông một lượt. Sau khi thấy họ không nói gì nữa, thì mới bắt đầu triển khai cuộc họp. Lúc họp xong, Vi mang nước cam đến cho cô. Chị uống đi. Ơn trời, chị đã quay trở lại. Thời gian chị không có ở đây, thế em có làm việc ở đây không? Dạ không, em qua công ty Vũ Gia làm việc. Tối hôm qua sếp gọi cho em, kêu qua hỗ trợ cho chị, nên hôm nay trước khi tới, em mua sẵn cam vắt cho chị đó. Cảm ơn em nghe. Trời ơi, em làm được gì đâu mà cảm ơn. Hồi nãy nhìn chị oai phong lắm luôn đó. Còn bé này, thôi đi làm việc đi. Tuân lệnh sếp.
Vì ngày đầu tiếp nhận chức vụ mới, cộng thêm công ty đang trên lùm xùm vì Võ Hoàng Chương gây ra, nên Tiểu An bận tối mắt tối mũi. Mặc dù muốn đến bệnh viện với anh lắm, nhưng không được. Buổi tối sau khi bàn bạc lại cách giải quyết và phát triển công ty trong thời gian tới với vài cổ đông xong, thì Tiểu An lập tức đón xe tới thẳng bệnh viện. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Nước Mắt Hận Thù, tác giả Trang Biêu Mì. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 9 cũng là tập cuối của bộ truyện.